Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong kháng chiến chống Pháp, vũ khí do quân giới Việt Nam sản xuất chủ yếu được chia làm hai loại: vũ khí tối tân và vũ khí căn bản. Nếu như vũ khí tối tân là bazooka, SKZ, SSA hay SSB có tác dụng trong những trận đánh tiêu diệt lớn, thì vũ khí căn bản như mìn và lựu đạn lại có tác dụng tiêu hao nhằm góp phần đẩy quân Pháp lún sâu vào thế trận chiến tranh nhân dân. Để hiểu rõ hơn vai trò của vũ khí căn bản và vai trò to lớn của cán bộ công nhân ngành quân giới trong công tác đảm bảo vũ khí cho bộ đội, dân quân du kích trong kháng chiến chống Pháp, chúng ta sẽ cùng đón xem trong Radar TV ngày hôm nay. Chiến tranh ngày nay rất gian khổ và khó khăn. Nếu không dùng toàn lực của nhân dân mà đánh, thì không thể nào đánh được giặc. Chiến thắng Điện Biên Phủ, đỉnh cao chói lọi của cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm. Trái ngược với niềm vui chiến thắng của quân đội và nhân dân Việt Nam là sự ê chề của những hàng binh Pháp. Quân đội viễn chinh Pháp, từ binh lính tới chỉ huy, đã bị bất ngờ hết lần này tới lần khác trước sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân. Tuy nhiên, vào giờ phút cuối cùng của cuộc chiến ở Điện Biên Phủ, phía Việt Nam cũng nhận được một sự bất ngờ nhỏ nhỏ từ người Pháp. Chính tại căn hầm này, bộ đội ta đã thu được bộ sưu tập vũ khí do quân giới Việt Nam sản xuất, nhưng do Bộ Tham mưu Quân đội Pháp ở Đông Dương biên soạn. Theo thống kê trong tài liệu, quân giới Việt Nam đã sản xuất được tất cả 9 loại súng, đạn với 59 kiểu. Súng ngắn tiểu liên 14 kiểu, súng cối và súng phóng bom 13 kiểu, bazooka hay hỏa tiễn 5 kiểu, súng không giật SKZ và SS 10 kiểu, lưu đạn 8 kiểu, mìn 7 kiểu, thủy lôi 2 kiểu. Có thể thấy, người Pháp có những ghi nhận khá chi tiết về vũ khí do quân giới Việt Nam chế tạo. Chính chúng ta, những người làm ra những vũ khí ấy đến nay vẫn chưa có được một bộ sưu tập như quân địch đã làm. Tuy nhiên, thống kê ở hạng mục vũ khí căn bản như mìn, lựu đạn trong tài liệu chưa thật chính xác nếu căn cứ vào những hình ảnh này. Về mặt số lượng thì khó có thể được thống kê được đầy đủ, ngay cả quân giới tổng kết cũng chỉ là tương đối. Vì lẽ đó, những người thực hiện chương trình sẽ không tham vọng đưa ra một thống kê đầy đủ mà chỉ mong đưa tới khán giả một góc tiếp cận về câu chuyện của vũ khí căn bản do quân giới Việt Nam chế tạo trong kháng chiến chống Pháp. Trong kháng chiến chống Pháp, hệ thống vũ khí trang bị cho lực lượng vũ trang của Việt Nam được chia thành hai loại: vũ khí tối tân và vũ khí thô sơ hay vũ khí căn bản. Nếu như vũ khí tối tân là hệ thống vũ khí đòi hỏi quá trình chế tạo, sản xuất phức tạp và hầu như chỉ được ưu tiên trang bị cho các đơn vị chính quy, thì vũ khí thô sơ là những vũ khí dễ chế tạo và có thể trang bị phổ biến với số lượng lớn để toàn dân có thể tham gia đánh giặc. Đây là sự hiện thực hóa đường lối kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chủ trương phát động một cuộc chiến tranh thông thường mà chủ trương phát động một cuộc chiến tranh nhân dân dựa vào lực lượng của toàn dân đánh địch, không phải chỉ ở mặt trận chính diện mà ở cả phía sau lưng, kể cả những cái nơi mà địch đã chiếm đóng và biến thành cái hậu phương của chiến xâm lược. Đánh không phải chỉ bằng chiến tranh chính quy của các đơn vị chủ lực mà bằng cả chiến tranh du kích của lực lượng vũ trang địa phương. Vì lẽ đó, những vũ khí thô sơ như gươm đao, giáo mát, trông mìn, lưu đạn đều được động viên sản xuất và trang bị. Trở lại với bộ sưu tập vũ khí Việt Minh của Bộ Tham mưu Quân đội Viễn chinh Pháp, có thể thấy chính các chỉ huy quân sự người Pháp cũng dành sự quan tâm đáng kể tới các vũ khí này. Vậy tại sao các vũ khí thô sơ như mìn, lưu đạn, bộc phá lại có được sự quan tâm như vậy?
Lịch sử vũ khí, theo một góc nhìn, có thể coi là lịch sử kiểm soát năng lượng của nhân loại. Trong quá trình đó, những hiểu biết về hóa học, hóa năng và sự phổ biến của thuốc nổ từ khoảng thế kỷ 13 đã mở đường cho một thế hệ vũ khí mới, vũ khí nóng. Gần như ngay lập tức, những loại hỏa khí đầu tiên đã xuất hiện trong hình hài của những quả thuốc nổ như địa lôi, lôi hỏa đạn. Ngày nay, hậu duệ của những vũ khí này chính là mìn, lựu đạn, bộc phá. Những quả lựu đạn từ thời đó đến nay, về nguyên tắc thiết kế không có nhiều thay đổi. Về cấu tạo cơ bản, đều là những vũ khí sử dụng lượng nổ đặt trong vỏ bọc, kích hoạt bằng hỏa cụ để tiêu diệt sinh lực phương tiện của đối phương. Lựu đạn là một phương tiện sát thương chiến đấu cá nhân cầm tay của người chiến sĩ ở trên chiến trường. Chúng ta có thể thấy cấu tạo của lựu đạn, thứ nhất là thân lựu đạn, thứ hai là ngòi lựu đạn. Thân lựu đạn là một khối kim loại rỗng bên trong để nhồi thuốc nổ. Ngòi của lựu đạn thì được dùng để kích thích cái khối thuốc nổ này khi mà chạm mục tiêu hoặc là khi đến gần cái đối tượng cần phải tiêu diệt. Lựu đạn thì bản chất có thể sử dụng như một quả mìn trong trường hợp vận dụng. Thế còn trong chiến đấu thì chúng ta có thể thấy sự khác biệt rõ lựu đạn với mìn nó là như thế này. Lựu đạn nó là một phương tiện tác chiến chủ động, trong khi mìn lại là một phương tiện tác chiến thụ động. Chủ động ở đây có nghĩa là đối với người sử dụng thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cái thời gian, vị trí gây nổ lựu đạn. Thế trong khi mìn thì chúng ta có thể thấy rằng là những khi mà chịu tác động của đối phương, ví dụ như mìn đè nổ, đối phương đi qua thì nó sẽ gây nổ cho mìn. Một mặt khác thì mìn cũng có uy lực lớn hơn lựu đạn rất nhiều lần, bởi vì lựu đạn thì chúng ta sử dụng cái sức của con người để ném đi, cho nên là nó bị hạn chế về khối lượng. Và vì thế là dẫn đến hạn chế về uy lực. Khả năng sát thương của mìn, của lựu đạn thì nó cao hơn rất nhiều so với các cái loại vũ khí như là trông thỏ cảm bẫy. Có những cái quả đạn rất lớn và tiếng nổ của nó không kém như một quả bom. Và cái điều đó làm cho đối phương sợ hãi. Đấy, thường thường là khi tiến vào các cái làng xã chiến đấu hoặc khi đi càn ở trên các đường giao thông mà bị mìn nó nổ nhiều, khi đó đối phương cũng không hiểu rằng cái lực lượng đang đánh lại mình là ai. Thậm chí là có thể hiểu nhầm đấy là bộ đội chủ lực đang đánh. Và cái đó nó có sự uy hiếp về mặt tinh thần. Có thể nói là không có một cái đơn vị nào, không có một cái địa phương nào mà không sử dụng mìn và lựu đạn cả. Vì thế nên là cái vai trò mìn và lựu đạn là đối với chiến tranh nhân dân là cực kỳ quan trọng. Tổng kết của kháng chiến chống Pháp, quân giới Việt Nam đã chế tạo gần 1 triệu rưỡi quả lựu đạn, gần nửa triệu quả mìn, chỉ đứng sau số đạn súng trường. Nếu như đạn súng trường chỉ sản xuất nhiều trong thời gian đầu, thì mìn và lựu đạn được duy trì sản xuất đều đặn suốt 9 năm kháng chiến. Do là cái mìn và lựu đạn dễ sản xuất cho nên bất kỳ xưởng nào ra đời là cũng bắt đầu là sản xuất lựu mìn. Lúc đầu là từng cơ sở có loại nguyên liệu gì thì làm nguyên liệu ấy. Cho nên là cái mẫu mã các thứ lựu đạn và mìn thì rất nhiều loại. Có loại lựu đạn với vỏ bằng xi măng, rồi bằng ống bơ, rồi bằng các cái thứ gì mà có thể thu thập được. Chủng loại đa dạng, thích hợp với điều kiện sản xuất và chiến thuật của từng vùng miền, mặt trận. Thế nhưng, cách thức sản xuất tự phát cũng gây ra nhiều hạn chế. Thì lúc ấy là do nguyên liệu của mình cũng không chuẩn, rồi cái trình độ, cái hiểu biết về thuốc nổ của mình cũng không nhiều, rất nhiều nơi đều để xảy ra tai nạn. Thì ngay cả như đồng chí anh hùng Ngô Gia Khảm là bị thương là cũng do sấy thuốc. Bộ đội phải đưa vào trong vùng địa thầu mà, lắm lúc là phải cho xuống dưới nước hay là chôn dưới đất mà, thì ấm nó vào lắm lúc là tịt. Cái quả đạn mà nhồi thuốc đen là lâu quá ngày không biết ấy, thì mình không thu hồi về được ấy, thì như thế là đánh dơ nổ hoặc là tự nổ, nó trở thành cái chất picat ở trong nổ, nguy hiểm. Từ giữa năm 1947, lãnh đạo Cục Quân giới chỉ đạo các binh công xưởng chuẩn hóa chủng loại của mìn và lựu đạn. Lúc đầu thì rất nhiều loại đấy, nhưng mà sau đó chuẩn mực lại thì chỉ tập trung sản xuất 3 loại. Loại đập theo kiểu của Nhật, lựu đạn chay thì theo kiểu của Trung Quốc. Loại lựu đạn cân theo kiểu của Pháp và của Mỹ. Mìn
cũng lại tập trung lại ba loại, là một là mìn đĩa, mìn quả dưa và mìn hộp. Không có quả lựu đạn nào không nổ, không có khẩu súng trường nào thiếu đạn là khẩu hiệu một thời của ngành quân giới Việt Nam. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Pháp, ngành quân giới đã sản xuất hàng triệu quả lựu đạn và quả mìn. Lựu đạn và mìn chỉ phổ biến sau đạn súng trường, nhưng ít ai biết được có thời ngành quân giới Việt Nam thậm chí thiếu thuốc để nhồi vào lựu đạn và mìn. Nhiệm vụ chế tạo vũ khí căn bản dường như không thực hiện được. Thế nhưng cùng tác biến tác thông, ngành quân giới đã huy động mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là niềm tự hào của quân giới Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. Những vũ khí tối tân đòi hỏi người cán bộ kỹ thuật quân sự phải giải quyết nhiều bài toán hóc búa trong thiết kế, chế tạo. Và đây cũng là niềm tự hào của quân giới Việt Nam. Những vũ khí ra đời nhờ sự sáng tạo, mưu trí và quả cảm của các cán bộ công nhân ngành quân giới. Trong điều kiện Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Sứ ủy Bắc Kỳ, ở làng chè Bắc Ninh, hai đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân và Ngô Gia Khảm đã thành công trong việc nghiên cứu chế tạo những quả lựu đạn đầu tiên cho cách mạng. Nếu như trở ngại lớn nhất trong việc chế tạo vũ khí tối tân như bazooka, SKZ là người cán bộ quân giới phải chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học, làm chủ tri thức thiết kế vũ khí, thì trở ngại lớn nhất trong việc chế tạo vũ khí căn bản là giải quyết được vấn đề nguyên vật liệu với số lượng rất lớn mà vẫn đảm bảo an toàn, tin cậy. Vỏ, chất nổ, hỏa cụ đạt tiêu chuẩn là những bộ phận không thể thiếu để mìn và lựu đạn phát huy hiệu quả trong chiến đấu. Đáng tiếc, việc chế tạo cả ba bộ phận này gặp một trở ngại căn bản, đó là thiếu nguyên vật liệu. Theo lẽ thông thường, mỗi viên đạn nếu bắn trúng sẽ tiêu diệt một quân thù. Thế nhưng với mỗi quả mìn hay lựu đạn, nếu phát huy tác dụng cao nhất, sẽ tiêu diệt được rất nhiều đối phương. Khả năng vượt trội đó tiềm ẩn trong lớp vỏ của các vũ khí này. Những chỗ mà có rãnh này là rất mỏng, nó mới vỡ được. Nó vỡ được. Chứ nếu mà để dày như thế này là có khi là vỡ là mấy đâu, là 4-5 năm gì đấy. Nhưng mà như thế này thì vỡ hết. Tất cả nó theo những cái mắt nó bắn đi. Vỏ lựu đạn và mìn thường được làm bằng gang, một loại hợp kim của thép có đặc tính cứng nhưng giòn. Trung bình, mỗi quả lựu đạn cần khoảng 500 gram gang để làm vỏ. Theo thống kê của ngành quân giới, chỉ riêng lựu đạn chế tạo trong kháng chiến chống Pháp cần ít nhất 750 tấn gang. Một nước nông nghiệp lạc hậu, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, số nguyên liệu này sẽ lấy ở đâu ra? Để giải quyết vấn đề nguyên liệu tạo vỏ, ngành quân giới từ cấp trung ương tới địa phương cùng với nhân dân từng bước chủ động tìm cách khắc phục. Thì có cả cái phong trào là thách cưới bằng mìn, bằng lựu đạn. Và trong ca dao kháng chiến thì có để lại một cái câu ca dao. Mà câu ca dao đó như thế này: ngày xưa phụ nữ lấy chồng thách cốm cùng hồng, tiền gạo hàng thiên. Bây giờ phụ nữ kết duyên bỏ lối thách tiền, thay thế mìn gang, để cho du kích trong làng có thêm vũ khí đánh tan quân thủ. Và để có được cái vũ khí này thì những thanh niên mà muốn lập gia đình phải tích cực tham gia kháng chiến, tích cực tham gia đánh giặc thì mới lấy được mìn, lấy được lựu đạn của địch. Đấy. Hoặc là sản xuất ra những cái thứ vũ khí này để mà làm lễ vật và cho nhà gái trước khi dẫn dâu. Đối với các cái loại nguyên vật liệu để làm vỏ thì lúc đầu ta tận dụng cả cái gang thép sắt vụn mà thu thập được, đường tàu hay là xe cộ của địch hỏng. Nhưng mà đến cuối năm 48 thì sau một thời gian dài sản xuất lựu đạn rất nhiều, nguồn nguyên liệu càng dần, thì lúc ấy thì phải tổ chức sản xuất gang để mà sản xuất lựu đạn. Từ hồi 48-49 đã bắt đầu nghiên cứu sản xuất thép, sản xuất khoa học, ghi biết rằng chiến tranh kéo dài thế nào mình cũng hết nguyên liệu, chứ không thể là nó còn lại trong kho được, đến lúc nào đấy là cạn, mà cạn là nguy hiểm. Tọa lạc trong rừng núi Như Xuân, Thanh Hóa, nằm sâu trong vùng tự do, nơi vừa đảm bảo bí mật,
vừa thuận lợi về cả nguồn chất đốt và quặng. Những ngọn lửa gang ở đây đã không ngừng sáng tới khi kháng chiến chống Pháp hoàn toàn thắng lợi. Theo cái thống kê của quân giới thì khoảng 1.000 tấn. 1.000 tấn. Và cái 1.000 tấn lúc này là giá trị lắm. Bởi vì lúc này cuộc kháng chiến của mình cũng phát triển, du kích chiến phát triển, bộ đội chính quy đánh nhiều, đánh liên tục. Chính cái lò ca này nó đã cung cấp một lượng ga hết sức quan trọng cho quân giới để tiếp tục đẩy mạnh khởi công. Khác với giáo mác, tầm vông, trồng tre là những vũ khí lạnh, mìn lựu đạn, bộc phá là những vũ khí nóng, có hiệu quả lớn về cả khả năng sát thương và uy hiếp tinh thần. Sự khác biệt này nằm ở một yếu tố, đó là thuốc nổ. Nói tới lịch sử phát triển của thuốc nổ, không thể không nhắc tới thuốc đen, loại chất nổ chiếm vị trí độc tôn trong cuộc chiến tranh suốt nhiều thế kỷ. Ở Việt Nam, thuốc đen đã được biết đến từ lâu và xuất hiện phổ biến trong đời sống dân sự với nghề làm pháo. Và đây cũng là loại chất nổ chủ yếu được quân giới dùng để chế tạo, nhồi vào mìn, lựu đạn suốt một thời gian dài. Thuốc đen tiếng Tây gọi là pút rồi là noa, là thuốc đen. Thế thì theo cái công thức là nhất đồng than bán đồng sinh lục đồng diêm, có nghĩa là một phần than, một nửa phần diêm tiêu và 6 phần diêm vàng làm thuốc. Cái diêm vàng tức là xung phần lưu huỳnh ấy, thì cho tất cả cành than cây xoan chặt ra từng đoạn một, xong bắt đầu đốt, nó cháy lên một tí, xong bắt đầu đậy lại, đổ đất lên trên kín, để đổ khoảng độ 3-4 hôm thì dở ra nó thành đen, đấy nó thành than. Hàng tấn phân rơi ra về, xong rồi làm 5 cái chảo đun lên, đun xong rồi chắt nước ra, đến cái chảo cuối cùng thì mới được một tí, có khi 5 chảo chỉ được con độ nửa cân, tức là diêm tiêu. Kỳ công là như vậy, nhưng thuốc đen có rất nhiều hạn chế trong việc sản xuất vũ khí. Cái thuốc đen á, nó rất dày nộ, nhưng mà nộ kém, sức mạnh không tốt. Vì vậy mình dùng là bất đắc dĩ thôi, tại mình chưa có những cái thuốc nộ khác. Vì vậy thuốc đen mà nếu mà chế tạo cho đã tốt đã là khó, nhưng mà nếu mà cái vỏ đàn mà mình đúc không đều thì chỉ bị thương thôi chứ không chết. Thế ví dụ như đấy, nếu mà thuốc vàng mình nhồi vào quả lựu đạn thì có thể là 80 miếng, 50 miếng, 60 miếng, cái này chỉ được 30 miếng. Cũng vì nhạy nổ nên quá trình điều chế thuốc thường xảy ra tai nạn. Chết nhiều lắm. Thành như ở cái thôn La Bàng mà lần tôi có đến đấy, thì trước khi vào cái nhà máy thấy những ngôi mộ của anh em là hy sinh đấy. Thuốc đen hy sinh nhiều lắm. Thuốc đen có quá nhiều hạn chế, vì vậy quân giới Việt Nam phải tìm một chất nổ khác hiệu quả hơn để sản xuất vũ khí. TNT, còn gọi là thuốc vàng, là chất nổ hiệu quả, được sử dụng phổ biến trong quân sự tới mức được dùng làm thước đo tiêu chuẩn cho sức công phá. Ví dụ, bom kinh khí Sa Hoàng do Liên Xô sản xuất, tới nay vẫn là loại vũ khí có sức công phá thực tế mạnh nhất thế giới, có đương lượng nổ hơn 50 megaton, nghĩa là có sức công phá hơn 50 triệu tấn TNT. Là những đội quân nhà nghề, hầu hết vũ khí bom đạn mà phát xít Nhật và thực dân Pháp dùng trong cuộc chiến ở Đông Dương là loại sử dụng thuốc nổ TNT. Và đây chính là một nguồn cung cấp thuốc nổ chất lượng tốt cho quân giới Việt Nam. Săn bom nổ chậm, đạn lép, bom cầm trở thành giải pháp cho vấn đề đói thuốc nổ đang đe dọa hoạt động sản xuất vũ khí. Mình đi để mà tháo mấy quả bom là có hai mục đích. Một mục đích để thông đường. Một mục đích thứ hai là lấy thuốc nổ để về nuôi vũ khí của mình. Thì cái đoàn thứ nhất là có anh Lê Đăng Quyến và anh Ngô Gia Nghi tháo ra, thì vừa tháo cái nổ chết 6 người. Như vậy là tháo bom nó gặp phải ngồi chống tháo. Phải đánh đổi hy sinh và có thêm may mắn nhờ tháo được ngòi từ một quả bom nổ chậm bị hỏng, các cán bộ ngành quân giới mới tìm ra cách hóa giải ngòi chống tháo.
trước khi vào cái tháo ngoài nội thì phải chèn chèn lại mấy cái hòn bi, nó không cho đập vào trong hạt lửa thì mình thỏa người ngồi nổ ra, không có việc gì cả. Như vậy có thể thấy, muốn vô hiệu hóa bom nổ chậm, cần phải vô hiệu hóa ngòi nổ của bom. Nguyên tắc này được áp dụng cho hầu hết các loại bom đạn. Vì ngòi nổ, kíp nổ hay gọi chung là hỏa cụ, chính là trái tim của vũ khí. Nếu cái trái tim của vũ khí mà nó không hoạt động, tức là nó tịt đi, hay nó hoạt động một cách không có luật lệ gì cả, khi thì nó không cháy, khi thì nó cháy nhanh, khi thì nó nổ cướp vân vân, thì cái vũ khí sẽ hỏng. Tân tiến gì thì cũng thế thôi. Chất nổ có thể được chia làm hai loại, thuốc nổ và thuốc gợi nổ, khác nhau về độ nhạy nổ. Thuốc nổ như TNT có sức công phá lớn nhưng ít nhạy nổ. Muốn kích nổ loại chất này cần thuốc gợi nổ. Đó là những chất nổ có sức công phá yếu hơn nhưng nhạy nổ hơn. Trong kháng chiến chống Pháp, quân giới Việt Nam thường sử dụng fuminat thủy ngân làm thuốc gợi nổ. Và để có nguyên liệu chế tạo chất này, nhà mậu dịch của Cục Quân giới phải bí mật tìm mua các nhiệt kế ở vùng địch chiếm đóng. Vì thu hồi những cái thủy ngân ở trong cái nhiệt kế đắt lắm. Nhưng mà không có thủy ngân thì không có cái fuminat thủy ngân là cái chất thuốc gợi nổ ban đầu. Fuminat thủy ngân từng là thuốc gợi nổ duy nhất mà quân giới Việt Nam chế tạo, cho tới một sự cố nghiêm trọng. Đó là hiện tượng tịt nụ suy ở lựu đạn chay ngay trước chiến dịch Điện Biên Phủ. Để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ thì quân giới đã phải cùng một lúc, trong một thời gian rất ngắn, phải triển khai sửa chữa đến 30 vạn quả lựu đạn. Trước tình huống nghiêm trọng này, các cán bộ quân giới mà đi đầu là phòng hóa chất, nhà nghiên cứu kỹ thuật Cục Quân giới đã khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra cách khắc phục. Sau phải tìm hiểu đây, nó tịt là như thế này. Trong cái thành phần thuốc á, lúc ấy là có fuminat. Fuminat là chất gợi nổ. Thì cái fuminat thủy ngân này á, lâu ngày mà chế tạo không tốt thì nó sẽ tách cái thủy ngân tự do ra, thì nó tác dụng lại về cái thuốc, phá hủy luôn. Vì vậy cái đoàn của đồng chí Thu đi xuống nghiên cứu nhà máy để tìm hiểu ra như vậy. Phải nghiên cứu một cái thành phần thuốc nụ suy khác. Là vì vậy bỏ cái fuminat đi. Là phải chế tạo về cái amidon chất kịch dính từ bột gạo. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các cán bộ quân giới đã khắc phục hiện tượng tịt nụ suy, đảm bảo trang bị vũ khí cho trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ. Tháng 4 năm 1947, tại Hội nghị Cán bộ Trung ương 2 đã ra chỉ đạo chống khuynh hướng coi thường vũ khí thô sơ. Điều đó cho thấy vũ khí căn bản, vũ khí thô sơ đã không bị xem nhẹ. Những vũ khí thô sơ như giáo mác, súng kíp, đặc biệt là mìn và lựu đạn là vũ khí thô sơ, vũ khí căn bản. Nhưng khi kết hợp với cách đánh mưu trí sáng tạo thì hiệu quả không thua kém so với vũ khí tối tân. Điều đó có thể chứng minh qua thực tế chiến đấu và đặc biệt là hoạt động của bộ đội địa phương, dân quân du kích Liên Khu 3. Chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc là nội dung cơ bản của đường lối quân sự mà Đảng đã tiến hành trong cuộc trường chinh giành độc lập cho dân tộc. Đường lối đúng đắn đó đã được tiến hành hết sức sáng tạo trong thực tiễn của cuộc đấu tranh. Một trong những ví dụ minh họa điển hình chính là hình ảnh này. Chi chít những chấm nhỏ màu đỏ lúc ẩn lúc hiện này chính là những khu vực mà bộ đội địa phương, dân quân du kích hoạt động. Bằng vũ khí căn bản, thô sơ, bằng mưu trí sáng tạo, bộ đội địa phương, dân quân du kích đã không để quân Pháp có giây phút yên ổn. Chiến tranh du kích ấy, nó linh hoạt, sinh động lắm. Mình đã đánh nó ở đây, thế thì nó chuyển sang chỗ khác, thì mình lại đón chỗ khác đánh. Hầu khắp các cái vị trí của địch mà ở vùng nó chiếm đóng, nó đều bị đánh hết. Một trong những khu vực du kích hoạt động mạnh mẽ là đường 5. Nhiều chiến sĩ du kích đường 5 đã được phong danh hiệu vua mìn. Đánh đường 5 thì điều riêng một đêm Hương Yên, Hải Dương ở Hải Phòng phá hết
cả một cái hệ đường ray của nó. Không chỉ quấy rối đánh tiêu hao sinh lực địch, bộ đội địa phương và dân quân du kích liên khu 3 còn dùng mìn bộc phá đánh những trận tiêu diệt lớn, đặc biệt là trận đánh sân bay Cát Bi, Hải Phòng chia lửa với chiến trường Điện Biên. Sân bay này là sân bay lớn nhất Bắc Đông Dương. Đấy. Nó tập trung các cái phương tiện cơ động và các cái trang thiết bị, tức là phục vụ cho, tức là chi viện cho các căn cứ và cụm căn cứ của nó trên chiến trường Bắc Đông Dương. Trận Cát Bi diễn ra vỏn vẹn trong vòng 35 phút, nhưng việc chuẩn bị cho trận đánh đã diễn ra hàng tháng trời. Các cán bộ chiến sĩ ở Liên Khu 3 đã kiên trì bám đất bám dân trong bối cảnh quân Pháp tiến hành khủng bố trắng vùng vành đai sân bay. Nhân dân ở đó thì lại bị nó khủng bố trắng, mà vào nói nhân dân không nghe. Thế nhưng mà rồi ta cũng kiên trì, cuối cùng thì có một hôm mà mẹ là bà Sàn mở cửa ra cho ăn. Bà còn tuyên truyền vận động nhiều bà mẹ khác như bà Vo, bà Can, bà Tánh và các bà Hồng. Những bà đó cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ để ta xây dựng cơ sở. Được nhân dân che chở bằng sự quả cảm, mưu trí, sáng tạo, bộ đội Liên Khu 3 đã dùng bộc phá hủy tổng cộng 59 máy bay, giáng đòn nặng nề vào hoạt động tiếp viện của Pháp ở Bắc Đông Dương. Đây là chiến thắng vang dội ở vùng địch chiếm đóng, là trận đánh quan trọng chia lửa với chiến trường Điện Biên Phủ trước giờ khai hỏa. Chiến thắng thì nói trước hết là anh có ý chí và lòng tin. Ý chí lòng tin của những cán bộ chiến sĩ, người trực tiếp tham gia quân báo trinh sát chuẩn bị và những người trực tiếp tham gia đánh vào các trận đó. Cái thứ hai, ta phải có lòng dân. Nếu không có dân không đánh được. Sau thất bại ở Điện Biên Phủ, tướng De Gaulle đã phải đối diện với một phiên điều trần ở Ủy ban điều tra Bộ Quốc phòng Pháp. Tại đây, viên đại tướng phân trần: người ta có thể thắng một đạo quân nhưng không thể thắng một dân tộc. Quả thực như vậy, như những hạt lửa, trái tim của vũ khí, những quả mìn, quả lựu đạn mà quân giới Việt Nam chế tạo cho bộ đội diệt thù, tinh thần dân tộc, khát vọng độc lập tự do chính là tim lửa, thổi bùng lên ngọn lửa kháng chiến, thiêu rụi mọi ý chí xâm lược, mọi đạo quân xâm lược.